Đây là câu chuyện không lâu về trước, trên vùng đất Anit có hai thế lực tranh giành quyền thống trị. Một bên là phàm nhân với cuộc sống hữu hạn, một bên là những kẻ bất tử đã thoát khỏi xiềng xích của cái chết. Trận chiến vô thời hạn đã chia thế giới làm hai. Đánh hoài đánh mãi không phân thắng bại, sau cùng vận mệnh thế giới được quyết định bởi cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Một người được nữ thần Media ban tặng thánh kiếm, dũng sĩ Graham. Phía bên kia là ma vương Velvet, kẻ bất tử tối thượng. Velvet dùng hắc hỏa tạo ra một thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến, Graham không chút chậm trễ lao đến tấn công. Đó là một trận quyết tử long trời lở đất, tốc độ của họ không một ai có thể theo kịp bằng mắt thường. Velvet tung ra tuyệt chiêu tối thượng triệu hồi thiên thạch, dũng sĩ loài người vẫn hết sức bình sinh, với nhát chém chói lòa hồi kết đã điểm. Ma vương bại trận mà tâm phục khẩu phục, dù là kẻ địch suốt nhiều năm, cả hai vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định. Tới giờ phút cuối, Velvet vẫn không hiểu tại sao mình lại thua, xét về binh lực thì phe ma vương hoàn toàn vượt trội. Graham liền lên tiếng giải thích, con người có sự sống hữu hạn, bởi vậy chúng ta luôn sống hết mình. Bác Hồ Chí Minh đã từng nói, không có gì quý hơn độc lập tự do, khi các ngươi o ép loài người, chúng ta sẽ đoàn kết lại với nhau tạo lên sức mạnh, từ đó tìm thấy ánh sáng của sự sống. Velvet nghe xong vẫn không phục, thế nhưng sự thật đã chứng minh, đội quân ma vương thua thảm hại trước loài người. Toàn thân Velvet dần tan biến, hắn nhắc cho dũng sĩ biết trên đời luôn tồn tại một chân lý, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó tồn tại bóng tối, và chừng nào bóng tối còn tồn tại hắn sẽ lại hồi sinh, bởi hắn là vị vua bất diệt. Graham thản nhiên bảo mình sẽ chờ, đến là đón đụng là đập, nếu bản thân già quá thì có thế hệ sau. Ma vương nở nụ cười mãn nguyện rồi tan biến, Graham đứng lặng hồi lâu để mặc niệm cho kẻ thù lớn nhất của mình. Và rồi thế giới cứ xoay vần, 500 năm sau ma vương đội mồ sống dậy, cô gái đang quỳ trước mặt hắn ta là Machina, một trong những lục ma hầu tước. Machina đã thành công hồi sinh chủ nhân của mình bằng nghi thức Methanon. Lúc này bọn họ đang ở đại thánh đường Mekung Neldor, nằm dưới ga Shinjuku. Giấc mộng ngày ấy vẫn còn nguyên, vừa sống lại Velvet đã muốn chinh phục Anit. Thế nhưng Machina thông báo tin buồn, thế giới chúng ta muốn thống trị đã bị hủy diệt. Khoảng 80 năm về trước, Anit đã cùng với trái đất trải qua thảm họa và hợp lại với nhau và lấy tên mới Phantasian. Những biến động địa chất đã khiến dân số còn 1/10 so với trước kia, hệ thống quốc gia đã hoàn toàn biến mất, mỗi thành phố giờ phải đảm nhận vai trò như một đất nước riêng biệt. Giữa các thành phố này cũng đã xảy ra hai trận đại chiến, hiện vẫn đang trong tình trạng hồi phục sau chiến tranh. Với công nghệ cao từ nền văn minh máy móc trái đất và ma pháp từ nền văn minh ma thuật Anit, cả hai đã kết hợp lại, kết quả là phát triển vô cùng nhanh. Velvet choáng ngợp khi nhìn thấy hình thái mới của thế giới, sau quá nhiều năm, anh ta chính thức trở thành ma vương tối cổ. Velvet không thể ngờ nền văn minh của con người hữu hạn lại phát triển đến mức này, mãi suy nghĩ anh chàng suýt đâm vào dân anh chị, cũng may có Machina phản ứng nhanh can thiệp. Và phải lục ma hầu tước mà cái thằng coi như chuyện vặt, Velvet cảm thấy bị coi thường, anh quyết định tung đòn ma pháp thị uy dân chúng. Thế nhưng chẳng ai thèm chú ý tới kẻ từng được coi là ma vương bất tử, thời buổi nào rồi còn xài cái chiêu ma phép rẻ tiền đấy nữa. Còi báo động vang lên ầm ĩ, Velvet vội vàng kéo tay chủ nhân đánh bài chuồn trước khi bị tóm. Velvet chả hiểu sao mình lại phải trốn, nhưng Machina nài nỉ quá nên miễn cưỡng làm theo. Tới một góc khuất, Machina tiếp tục kể rõ sự tình. Bệ hạ đăng xuất chúng thần đã ký hiệp định ngừng chiến với phàm nhân, 80 năm trước dân chúng của vương quốc bất tử phân tán đến khắp mọi nơi. Và rồi một phong trào đã nổ ra, đó là cuộc săn lùng người bất tử. Người bất tử không còn được coi là sinh vật, mà là những thực thể độc hại cần bị tiêu diệt. Cùng với sự phát triển của công nghệ ma pháp, vũ khí chống người bất tử được sản xuất hàng loạt, họ gần như đã tuyệt chủng. Velvet nghe mà đau thấu tâm can, anh ta hỏi tình hình của lục ma hầu tước. Machina báo cáo Thiên Kỵ Mây, Hắc Long Silver và Thanh Lôi Lasin hiện chưa rõ tung tích. Nghiệp Kiếm đã hy sinh để Machina trốn thoát, bởi chỉ cô ấy mới có thể thực hiện nghi lễ hồi sinh. Velvet ghi nhận sự trung thành của bề tôi rồi hỏi tới huyết thuật hầu tước. Machina thoáng chút giật mình nói lái sang chuyện khác, cô ấy bảo không khí ở đây quá ô nhiễm, thế nên mình sẽ đi mua ít nước để bệ hạ giải khát. Velvet nhận ra hai câu nói đó chẳng liên quan, tuy nhiên dòng suy nghĩ của ma vương bị cắt ngang bởi giọng nói trên màn hình quảng cáo. Từ ngách nhỏ có hai vệt sáng bay ra, chúng là nguyên nhân khiến hệ thống quảng cáo bị đánh sập và Velvet đã vô tình nhận dạng được kẻ chủ mưu. Anh tới gần chất vấn khiến cô nàng bối rối, mồm chối bay chối biến, tôi có biết gì đâu. Thế nhưng Velvet đã nhìn thấy linh tố xung quanh cô ấy dao động, khiến hình ảnh đang chiếu đột ngột thay đổi. Cô gái tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, không hiểu sao đối phương có thể phát hiện ra việc mình hách bằng dao động linh tố, thế nên tò mò đặt câu hỏi anh là ai. Như idol giới trẻ, Velvet tự tin giang tay giới thiệu mình là ma vương bất tử, mặt cô nàng nghệch cả ra, chả hiểu gã này nói nhăng cuội gì. Velvet quay trở lại chuyện cũ, dù không hiểu nguyên lý hoạt động của linh tố trong chuyện vừa rồi, nhưng anh có lời khen cô bé có tiềm năng. Con nhỏ nghe vậy cười tít mắt, chuyện nhỏ như con thỏ, chỉ là hách vớ vẩn chơi thôi. Thế rồi cô ấy tiết lộ, bản thân cũng làm vài chuyện nguy hiểm đến tính mạng trong vai trò của một ether hacker. Ví dụ như vừa rồi có một lỗ hổng, cô nàng đã tận dụng để thay thế nó bằng quảng cáo khiêu bóng dâm trôi nổi trên mạng. Cô ấy không hề biện minh cho hành động của mình, thay vào đó thẳng thắn thành thật, mình làm thế vì chống đối chính quyền, bởi bọn họ luôn kiểm duyệt nội dung một cách gắt gao. Có thể nói đây là một dạng hoạt động phản xã hội nhằm thay đổi hệ thống chính trị thối nát của thành phố. Velvet đứng nghe nhưng chả quan tâm lắm, anh hỏi cô bé về danh tính của Marcus.
Cô ấy liền chỉ tay lên nóc tòa nhà cao nhất thành phố. Marcus đang sống ở đó. Hắn ta là chủ tịch của một tập đoàn vô cùng nổi tiếng. Không đợi Machina trở về, Velvet một mình tới gặp kẻ bề tôi. Marcus nhận ra sự hiện diện của Ma Vương. Hắn cho thư ký của mình xuống quầy lễ tân đón tiếp. Cả hai vào thang máy leo lên đỉnh. Velvet tò mò cứ nhìn ngực Kinohara, hay chính xác hơn là anh nhìn thứ gắn trên đó. Kinohara tự hào giới thiệu linh vật của công ty, đồng thời khẳng định Ishimaru sẽ sớm trở thành trào lưu toàn cầu. Marcus ngồi trên bệ cao cất tiếng chào hỏi. Velvet chỉ trích bề tôi bất kính nhưng hắn chẳng quan tâm, mà thay vào đó lại hỏi Velvet đến đây có chuyện gì. Vào thẳng vấn đề, Velvet bảo Marcus giúp mình tái thiết vương quốc bất tử để thống trị thế giới. Nghe xong hắn ôm mặt cười sặc sụa mỉa mai, không cần suy nghĩ mà trả lời luôn mình từ chối. Cảm thấy thằng này đã quá bất kính với bề trên, Velvet định dùng vũ lực để dạy dỗ, cô thư ký ngay lập tức rút long đao chém tới. Velvet phản xạ kịp thời nhảy sang một bên, anh nhận ra thứ vũ khí kia đã được rèn bằng ma pháp. Marcus yêu cầu thư ký ra ngoài để mình nói chuyện riêng. Hắn bảo Velvet đã yếu đi quá nhiều so với trước đây, với tình trạng này mà đòi thống trị thế giới thì đúng là trò đùa chọc cười đám trẻ con. Ma Vương bất tử chỉ còn là hư danh, với thế giới mới thì ngài không còn chỗ đứng, hãy biến đi cho khuất mắt tôi, hoặc quỳ xuống cầu xin, biết đâu tôi có thể cân nhắc. Velvet nghe những lời phạm thượng ấy thì nóng máu, thế nhưng anh chưa kịp hành động đã bị Marcus tấn công trước. Trong khi anh còn đang ngẩn tò tè chưa hiểu chuyện gì, tên thuộc hạ lại nở một tràng cười giòn như pháo đầy khinh bỉ. Hắn vặt cổ để lộ ra một thiết bị ngắn trên cơ thể, đó là công cụ ma pháp tiên tiến nhất có tên Familia. Để một người có thể thi triển ma pháp thông thường cần có 5 bước, thế nhưng Familia sẽ bỏ qua 3 bước đầu tiên, người sử dụng chỉ cần lựa chọn rồi thi triển là có thể phát động ma pháp mong muốn. Chỉ cần đeo nó vào thì mọi chủng tộc, mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng ma pháp mà không cần niệm chú, không cấu trúc, không triển khai. Như một sự phòng bị trước, Marcus thiết kế Familia không tương thích với những thực thể có linh khí cao hơn mình, bởi hắn biết Ma Vương sớm muộn cũng hồi sinh. Velvet định tiếp tục tấn công, nhưng chỉ cần nhắm mắt chỉ tay, Marcus đã vô hiệu được hoàn toàn. Từ Ma Vương ghét tiếng, Velvet đã trở thành kẻ chậm chạp trong thế giới mới. Hóa ra trước giờ hắn chưa từng thề sẽ trung thành với đức vua của mình, Marcus chịu cúi đầu chỉ vì bản thân yếu đuối hơn. Sự ganh tị đã khiến hắn phải gồng gượng suốt nhiều năm, và khi Ma Vương nằm xuống thì đó là lúc hắn tự do tung hoành ngang dọc. Tâm sự đã lâu, Marcus chỉ một ngón tay lên tiễn khách, hàng loạt mũi dao đâm trúng mục tiêu đẩy văng Velvet ra ngoài cửa sổ. Ma Vương thật sự của thế giới này giờ không ai khác ngoài hắn ta. Velvet may mắn thoát chết nhưng bị thương khá nặng, khả năng tái tạo không còn nhanh như trước. Anh lảo đảo bước đi và vô tình đâm phải tên côn đồ lúc trước. Hắn đánh bay Velvet vào đống rác một cách dễ dàng. Trong cơn mơ màng, Velvet nhớ lại lời Graham từng nói với mình. Machina cất tiếng gọi bên tai mà anh chẳng hề nghe thấy. Đưa đức vua tới một nơi khác, Machina rơi nước mắt nói lời xin lỗi. Cô tự trách bản thân vì đã không tiết lộ chuyện Marcus phản bội khiến anh bị bón hành. Velvet trấn tĩnh bảo không sao, vì nếu biết trước anh lại càng muốn đến gặp hắn để xác nhận. Machina ngậm ngùi dìu Velvet về nơi mình sống, vì lương thấp nên căn phòng bé tí tẹo teo. Velvet cảm thấy lòng đau nhói, anh quyết tâm sẽ lấy lại ánh hào quang.